Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên. Và mình chỉ nói những điều cần nói theo như cái lá thư mà linh hồn song sinh muốn gửi đến bạn. Hy vọng là các bạn đón nhận lá thư này và không phán xét. Linh hồn song sinh đó chính là linh hồn Twin Flame, đem đến cho những cái bạn những cái bài học trong cuộc sống, nhân quả, cũng như để cho bạn phát triển bản thân của mình nhiều hơn. Sau đây là nội dung của lá thư. Năm thương tháng nhớ không ngày gửi đi. Em yêu thương. Em à, bữa nay anh không thể theo dõi cuộc sống của em như thường xuyên. Không phải vì anh hết yêu em và hết quan tâm đến em. Hãy hiểu cho anh, anh đang phải giải quyết những chuyện liên quan đến công việc và những mối quan hệ nghiệp quả xung quanh của chúng mình. Đến cả anh cũng không ngờ mọi thứ ập đến quá nhanh. Và anh thực sự là hoang mang vì mình trở nên mất phương hướng. Khi anh là một đứa quá đam mê về vật chất, để rồi bây giờ chính anh là người nhận ra những bài học rất thấm thía và đau thương. Anh cứ đi tìm kiếm cái tình yêu từ người khác trong lúc yêu em, rồi để đến khi em và anh ngắt kết nối đủ lâu, anh mới biết em chính là người anh cần. Bây giờ anh chỉ còn biết liên lạc em qua cách thức linh hồn và người truyền dẫn của kênh này để nói cho em biết rằng anh vẫn và đang trên cái hành trình học hỏi linh hồn một cách rất là chăm chỉ, với việc giải quyết từng bài học nghiệp để cân bằng cả công việc, tài chính cũng như tình cảm, hôn nhân và gia đình. Mong em hãy hiểu cho anh, hiểu cho chúng ta, chọn trải nghiệm kiếp sống này để đi riêng hai con đường. Nếu em đủ sức mạnh để quay về bên trong, thức tỉnh và nâng cao bản thân, anh mới có cơ hội để được cài đặt thức tỉnh ngay sau đó. Chúng ta mới có cơ hội được gặp lại nhau trên phương diện của vũ trụ sắp đặt. Anh cũng mong em hãy cố gắng hoàn thành bài học tâm linh của chính mình và gửi tới anh chút ánh sáng của sự biết ơn. Chúng ta cùng thỏa thuận xuống đây không phải là làm đau nhau hay thận thù. Chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta đang đóng vai trò trong trò chơi của Thượng Đế. Và em đừng để cho sự hù hận, căm ghét, ảo ảnh nó dài vò và tổn thương em ngày qua ngày. Đây là cái điều anh không bao giờ muốn. Bởi vì khi anh sống với một cuộc đời khác, với tình cảm khác, anh sẽ bù đắp cho em nhiều hơn. Còn với em ở hiện tại và trong quá khứ, anh chỉ đang đóng một vai diễn của chính mình trong một kịch bản hoàn thiện linh hồn của em mà thôi. Mong em thông cảm. Và điều mà anh mong đợi nhất là em phải học từ cái bài học đau thương của chúng ta. Em nên tôn trọng cái bài học đó và nhận ra sự kết nối thần thánh này có nghĩa với em như thế nào. Đây là một cái giai đoạn để em học tiến trình học cách yêu thương bản thân của em nhiều hơn em nhé. Bởi vì trong tất cả sự yêu thương bản thân mình chính là yêu thương vĩnh cửu nhất. Khi em biết yêu thương bản thân mình thì thế giới nó sẽ mở ra cho em rất nhiều sự huyền bí mà em không thể ngờ tới. Do đó em học yêu thương bản thân của mình em nhé. Anh yêu em, thương em và gửi đến em một nụ thơm chân thành nhất từ phương xa. Và anh cũng nhớ em nhiều lắm. Anh xin lỗi vì đã để em khóc thật nhiều đêm. Em ơi, mạnh mẽ lên em nhé. Bởi vì em còn có vũ trụ, còn có người thân gia đình ở bên cạnh mình. Cố lên em, hãy học cách yêu thương bản thân mình. Em sẽ khai mở được mọi thứ trong cái vũ trụ này. Tái bút. Em à, em ơi, anh cũng không hiểu lý do tại sao chúng ta lại gặp nhau. Chúng ta lại làm nhau đau mặc dù chúng ta thương yêu nhau như vậy. Anh hy vọng là chúng ta cũng sẽ học cái bài học nghiệp quả của chính mình. Xin chào em và hẹn gặp em ở một phương trời khác, với một nhân vật khác, với một vai diễn khác mà vũ trụ muốn sắp đặt cho chúng ta một mối quan hệ thực sự cam kết sau này. Chào em.